cho mọi người, mọi người làm tranh từ đá cùng với mình nhé. Để mình đến mưa đến đít rồi.
Thì chua tôm ăn bún thì đau bụng họ vẫn ăn à. Mình nấu hoàn thành xong bức canh hình quả táo này rồi nhớ mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye.